Salamiva thong klo yut, tân at the papan septem vane hung tum katapa yon nay. Katapa, pata ku kaya o kop, tlam pata patang palai palapiro. Katapa, kate ra mate thong vut taku, brook ngak and per jam. Patomiva thong klo yut, tlam pata patang palai palapiro. Huyền Ninh Phước, hô mong prụ xuân cắt tăng bờ ta cụ tình ạc tạ tha phùm hô tha ca dạ ô cớp sang tha prụ ngã chạc rô biết tù tiêu chê ngã băng băng ngùi trùn cắt thất. Ca dòa dấu năn, Ninh Phước hô vước ta cụ prụ ngã cắt tăng biết bờ ta cụ thúm ca dạ cà rài bạc bà lây tùi bộ tiêu chê ô cớp. Sang bà lây bố, thúm ca dạ nông phùm bà lây hà tầy hô công nhận sản phẩm ô cớp hô khẳng định thương hiệu. Hồ sơ sai thông ngã chừng tha phụ ngã biết cả Huyền Ninh Phước ngã lỗ tuấn tiêu chế bà tạ bà tầng bà lay bà la bì rầu phước lòn biết cả gia bố mình tành sai mất hù ô cốp lâu sau nâng cành mưa gom ai Phan Ngọc Tuấn tọ bác phẩm Phước Thuận Huyền Ninh Phước sang phú chiền tập bia lâu rì tú là mưa lúc cốt đồng biết lầy mai ngã phía sau vớ bị an A Khanh, chừng dấu bắt cầm ngát băng thông mít va, bắp lầy ca lây, bó mưu tành chí, mít va bần lị qua, bắt ta làm phẩm ngát thập giá. Thông biểu, hù A Linh, ô cốp, lâu sau, ca gia bó mưu tành sách mưu gơ vôm, thằng ai, sang bắp lầy bia bôn, thông hù bà, nào bắp lầy, bắt nâng cành ca rây, a bí, ta làm gia. Thì từ khi sản phẩm ô cốp được công nhận 3 sao cho trái táo thì trái táo đã được đưa lên các cái sàn thương mại. Mẫn hai ray mức hụ ô cốp sang bố mừng tành hụ bà nao ta cụ bắp lầy ngõ sàn thương mại. Thông hụ bà nao bác thả ra bác nâng cành cà rây giấu bác tùm nâng cành cá Tây Nguyên. Thông cá mưu ron nhu sang vớt lòn rút bắp lầy cà lây. Mỹ và bác tùm nâng cành Trừng thâu bố mưu tành bác Ninh Thuận Đông Cơ Rung, thông bác Phước Thuận Đông Cơ Rây. Mấn cho nan nhu kỳ lại và tắc cụ vớ, bác cấp thông tà lậu a tế, trầy sang ba la bố mưu tành, hù bà chăng, bế, ple hù hà lạc băng. Phòng Phước Thuận, huyện Ninh Phước, sang hù ca gia mức hù ô cốp lâu sau nâng cành, nán bố mưu tành say. Thông mặc nho, thông thác cây da mức hù ba sao nắn bó tần tần thấp. Biết khi ưu xam, mít va tần tần ạ tạ ô cốp, phòng Phước Thuận sang và tập giá, đôm thông mít va ba la bó mừng tần, chi chí tui hữu cơ, ba chăng lưới, thông tần nước ba la ngõ thà ri tú hát ta. Tô ba la tòa xào bó mừng tần, ta làm vành có mưu ti, ai Nguyễn Văn Nghiêm sang mức khu chế plus tắng bó mưu tành. Kaya bó mưu tành thang an nghiêm hô ba la tu trà lành Việt Ráp. Kaya giáo nan giớ hợp tác xã sang bắc cầm thông tành an anh mai play bó mưu tành bác vườn thang ai. Nói chung được cái ba sao đó thì được hợp tác xã bao tiêu. Sang mức khu ô cốp lâu sau hợp tác xã kỳ lại tặng ăn ăn bắp lầy, giáo năn, trầy bắp lầy, bia bôn, cà rung na vớ, gia chừng tắc cụ, lòn, bắp cấp, thông tà lầu, trầy sang bắp chừng, nao bắp lầy. Thì hiện nay, địa phương đã đăng ký cũng như được đánh giá là chứng nhận là 3 sản phẩm. Ô rác ni phẩm khôn tà lạ sang tặng ăn ăn, chừng giấu khu clau ca gia ô cốp, mấn ba tắn lên mươi sao, tà làm tụ tăn bia ngã tập quần thế chạc rô, phần không thật lạ, sang trừng tọ mong ước, tài tòm ca tùm rút xam, tặng ăn ngăn biết cái da ô cốp, sang mức hưu xam. Ta ba nắn, nhu ngã ô xam, tài tòm ca rút vớt lòn băng ngui ca mít va ba la bó mừng tành. Linh yêu nắn, không thật lạ trừng bà ca da ni, ta biết bác linh yêu ta rạ, trừng dấu ngã áp ảnh, ca ca da bác ta làm phùm ba lầy hưu xam ta trừ. Ta làm rũ, bà tặng tắc cụ, ca gia ô cốp, phùm An Hải huyện Ninh Phước, sang hô, ca vôm toàn gia ra tạ tập gia ô cốp huyện Ninh Phước, A Linh, sang ca gia ra bùng tay chào, thông che ra bùng tay,
ba hợp tác xã ba ngôi bản lý qua ba lai cà tú sang mức hụ ô cốp cầu sao thông ra vùng tây ni ta làm tụ tanh nhu sang trang phía chừng ô cốp lên mươi sao hợp tác xã ba ngôi bản lý qua ba lai cà tú sang tọ ba tung clon rút ngã thông tùm rút sam phía ngã bản bớt tập dạ ngã băng ba lai cà lai ra vùng thông mít va thông bớt tập dạ ngã băng giáo nan giới nhu kỳ lại vớt lòn cả da ra bùng tay chào bắp lầy ngõ lên nghiêu tà rạc. Hợp tác xã Play Tú hiện tại đi là từ ngã hay ngã bùng tay tánh hay đi may là mỹ va thành viên của hợp tác xã rất là khu nguồn thu y hưu truyền nên nhớ là hiện tại bây giờ là dân y là nhu công nhận đã ô cốp qua sản phẩm trong phẩm nên là sản phẩm bùng tay ô cốp che măng tay ô cốp cho nên là hợp tác xã này là rất phấn khởi rất là, tại vì cái khu công nhận nên là hợp tác xã này nó lấy ba cái nhưng chỗ canh là rất đối nhất vừa là hợp tác xã tạo điều kiện có mũ may thành viên hợp tác xã là ngã trả măng tay đi dân đi là nhờ có khu mũ may thành viên hợp tác xã đi đây đi là hợp tác xã là cũng lùa sản phẩm đa dạng sản phẩm cả nào bán lấy ra nhân view hoặc lấy các thị trường toàn quốc. Tôm cái da ha thầy sang hu ba lấy ăn ăn ô cốp nhu chừng vớ lòn rút ngã tập gia biểu ba lấy cái lay ngõ thật rạ thương mại điện tử huyện Ninh Phước sang thọ bắt tung lòn biết mới ra tập gia nào ba lấy cái lay ba ra lô thật rạ biết tây tòng mít va ngã áp ảnh và công nghệ phía sau lấy mơ ngã biết thâu có cái dao ni sang ngã tập dạ giấu hà lấy đối với những cái sản phẩm mà đạt chất lượng mà có thể được công nhận là sản phẩm ô cốp thâm thường cái da khu mức ô cốp bắc huyện Ninh Phước không thà là sang thà làm tụ tanh bớt tập dạ bắp lấy cái lay và cái da ni nao tánh mưa nước lầy ta ba tùm tận nạ tạ bắc thà làm nâng cành bắc huyện chừng bớt tập dạ rụng ngã biết bắp lấy cái lay sam ta trừ vớt ni nắn thập rụng rợ sam biết ca tận nạ tạ ô cốp hu mưa ran tập dạ tùm phùm bơ lay mong yết bó khá dâu trầy ngã tập dạ ngã ập ảnh cả nhu hu sam ta trừ ngã ập ảnh sam anh và nào tắn mưa nước lầy tập ba sa lô tà rạ chừng dấu sa lô cho bắp lấy cái lay cả rầy tì cậu tha phẩm bá lây sang hu ra lô cây da dấu nho mương tần ra phụng tay chào bó bắt đeo bắp bề bắp bò huyện Ninh Phước sang mong yết rút bắt tung tròn bắt to ta cai đôm thông mít va thông tùm rút sam chừng dấu tùm thành nọ ngắt băng tàng ăn anh bớt tập dạ tàn nạ tạ ô cốp ta ba nắn bắt tàng tắc cụ chừng tha chuỗi cây da ô cốp bắt cầm thông rút ngắt băng tôi băng ngui bình liệt qua và công nghệ lòn để mơ biến ngã bớt rong thà rạ bắp lại cái lay biết vớt lòn băng ngui cà mít và Phước Hậu cũng đang tập trung cho cái cây táo và đây cũng là cái sản phẩm được địa phương chọn làm cái... Phùng Phước Hậu sang thọ mong ước bó mưa tành thông con thà lạ mong ước cây da ô cốp ta làm túc tánh cái gia ni sang hu và tắc cụ bắp lại cái lay ngõ thà rạ điện tử nhu chừng tây tòng vớt lòn rút ngã chừng dấu và mai băng ngôi lòn ca mít va mẫn tà lầm tùm thun tà pa Ninh Phước là vì xây dựng nông thôn mới thì tu nông thôn lào nông thôn tây thời gian tây vợ thì huyện sẽ quan tâm phát triển tu sản phẩm ô cốp đây là theo chương trình của chính phủ biết giúp vị ba ngã tần ngã nho hay là ngã thu thư đặc thù biết các hồ nâng cao thu nhập các vị ba biết hồ ngã sản phẩm hồ da hơn nữa biết vị ba lấy carbon và đặc biệt hơn nữa là ngã chương trình ô cốp biết các góp phần hoàn thành tu chương trình xây dựng nông thôn mới tu xã trên bản huyện thôn tòa liều bầu tòa lúc lâu
Ninh Phước sang hô vớt lúc cây da hô ra tạ tạch của ô cốp bát nâng cành. Nhô bà cây da ô cốp bát thật làm huyện thật của lâu lúc ba cây da. Ninh Phước sang mong ước tạ nạ thạ tha phùm tha cây da bỏ cây dâu. Nhô nánh tha ra kiếp rong biến ngã vớt tùm tiêu chí cả băng nguôi vớt lòng ra tiếu trun cách thoát tạ lầm rút tạ rạp bà lây bà la phì sầu. Thông mong nhớ nhu tha tiêu chí biết gian ngã ập ảnh thun tòa lì bầu tòa lũ lì mư nên phước sang hô tạp ban ngõ tạp ban phẩm sang mức hô nông thôn phì sầu lòng vớt tạ làm nắn hô tha tánh tòa phẩm mức hô nắn phẩm nông thôn phì sầu sam biết ca áp bí tạ làm huyện bớt tập dạ tạ rạp bà lây bà la phì sầu lòng vớt.